Tôi sẽ chọn sự trợ giúp ạ. Và đó là tổ tư vấn tại chỗ ạ. Chúng tôi xin hỏi là trong trường quay có ai biết chắc chắn câu trả lời đúng ạ? Thì giơ tay ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Minh, đến từ công ty Manula Việt Nam. Mình xin được trợ giúp bạn, đấy là trong câu hỏi này là phương án A. Người đầu tiên chọn A, Margaret Edward. Người thứ hai chúng ta sẽ lắng nghe. Xin chào tất cả mọi người, tôi đến tên là Lã Thị Kim Oanh, đến từ Nam Định. Và tôi xin trợ giúp câu hỏi của bạn như sau. Tác phẩm Trở Về Eden là của tác giả Margaret Edward. Chắc chắn tại vì em đọc tác phẩm này lần thứ 3 rồi ạ. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Vũ Thành Khánh đến từ Bắc Ninh. Và tác giả của tiểu thuyết Trở Về Eden đó là Rosalind Mai, phương án B. Đã có sự khác biệt. Rosalind Mai, đấy là người cuối cùng. Bạn thì đọc 3 lần rồi. Bạn thì chắc chắn lắm, yêu thích lắm. B là đáp án cuối cùng rồi. B. Chọn theo một người chứ không phải hai người. Trong những giờ phút quyết định, tôi có ít niềm tin vào phụ nữ hơn. Trong giờ phút quyết định, ít niềm tin vào phụ nữ hơn. Tôi ngưỡng mộ bạn. Và bởi vì câu trả lời B là đúng. Đúng rồi.